vì chính sách Mỹ hạn chế ô tô nhập khẩu. Theo Bloomberg, hãng xe Toyota đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump rằng ô tô nhập khẩu đe dọa đến an ninh quốc gia Mỹ. Điều này phát đi tín hiệu về những vòng đàm phán khó khăn giữa Nhà Trắng và đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Hãng xe lớn nhất Nhật tuyên bố rằng việc Tổng thống Trump nói nước Mỹ cần tự bảo vệ mình trước ô tô và linh kiện ngoại nhập gửi đến Toyota thông điệp rằng các khoản đầu tư của hãng xe này không được chào đón. Toyota cho biết hãng này đã đầu tư hơn 60 tỷ đô la Mỹ xây dựng hoạt động tại Mỹ. Trong đó bao gồm 10 nhà máy sản xuất. Hôm qua, tổng thống Trump đã tuyên bố đồng thuận với kết luận của Bộ Thương mại Mỹ. Theo cơ quan này, việc nhập khẩu ô tô và phụ tung ô tô tiềm ẩn mối hoa an ninh quốc gia khi mà thị phần của các hãng xe Mỹ không ngừng giảm tính từ thập niên 180. Nhà trắng đã đặt ra thời hạn 180 ngày để đàm phán về các thỏa thuận với Nhật, Liên minh châu Âu và nhiều hãng sản xuất xe ô tô khác. Toyota tái khẳng định hãng hy vọng các cuộc đàm phán sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên hãng cảnh báo việc hạn chế nhập khẩu ô tô sẽ buộc người tiêu dùng phải tiêu tốn thêm tiền. Đồng thời điều đó sẽ gây phản tác dụng với chính việc làm của người Mỹ cũng như kinh tế Mỹ. Quan điểm cứng rắn của công ty được đưa ra 2 tháng sau khi công ty cam kết đầu tư thêm 3 tỷ đô la Mỹ vào Mỹ. Hồi năm 2018, tập đoàn sản xuất ô tô Toyota Nhật Bản đã phản đối việc Mỹ định nâng thuế đối với ô tô nhập khẩu. Động thái được đánh giá có thể tác động lớn đến ngành xe hơi và nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Toyota cho biết 1.500 đại lý của hãng đã thuê 136.000 lao động tại Mỹ, và tập đoàn xe hơi này sẽ sớm xây thêm nhà máy thứ 11 tại Mỹ, với gần 12 triệu xe được sản xuất tại Mỹ trong năm 2017. Toyota khẳng định hãng này đã đóng góp lớn cho việc làm và tăng trưởng kinh tế của Mỹ. Toyota nhấn mạnh thương mại tự do và công bằng mới là cách thức tốt nhất để duy trì tăng trưởng cho ngành sản xuất ô tô, cũng như mang thêm lựa chọn và đem lại giá trị tốt hơn cho khách hàng Mỹ. Đào Vũ